Rất Phú xin mến chào quý vị anh chị cô chú, quay trở lại với kênh của Rất Phú. Hôm nay lại là ngày chủ nhật cuối tuần, Rất Phú thì không phải đi làm. Hôm qua thì thứ bảy đã đi làm rồi. Nay tranh thủ đi ra quán đồ cũ để ngó xem có gì đồ gì mới để sưu tầm về chơi cho vui. Thứ hai là nay thì ở đây cũng có đi mua cho một anh khách ở thành phố Thái Bình một con âm ly sân xui 607 cha. Thì tiện này cũng có một số khách hỏi có tham khảo về giá của mấy con đấy, em tiện em quay lại một chút. Ví dụ con Pioneer đầu VSA C502 này giá 5.500, sắt 2004, và âm ly này thì âm ly AV nhé quý vị nhá, nhà xem phim con có điều khiển đầy đủ hết này. Con này nó 5.500 thì tương đương khoảng là 1.200.000 Việt Nam đồng, hơn 1.200.000 rồi. Tuy nhiên thì nó nặng 6-7 cân, nặng thật. Thế cước về Việt Nam nó loay quay nó hơn 1.500.000. Thành ra là cái giá về Việt Nam nó cao, khoảng tầm loay quay 3.000.000, khoảng đấy quý vị ạ. À, thì hàng chơi thì mua được, chứ nếu mà mua về buôn bán, nhiều bác có bảo là mua về buôn bán thì không đu được với những hàng bãi, người ta đi container về và chấp nhận người ta đi hàng tháng về đến nơi, nhưng mà cái về Campuchia rồi lấy về Việt Nam, tuy nhiên thì giá nó rẻ hơn, người ta tự làm được nên là nó giá nó mát hơn, mình không đu theo được, không buôn bán không đu được. Âm ly AD5X này cũng có một anh hỏi, con này thì cũng 300W, cũng khá là chất đấy, nhưng mà nó giá chỉ rẻ thôi, giá thì cũng có tầm 2.400.000 về Nam đồng ở bên này, chưa kể cước ship các thứ, với nó cũng rơi tầm con này ra phải tầm chục cân rồi. Con này âm ly này nó chơi hay đấy, 220.000 cân quý vị. Chỗ nào rẻ nhất thì 200.000, nhưng mà cái chỗ nó làm hơi lâu. Còn chỗ nhanh mà công ty an toàn ấy thì 220.000, 223, 230.000. Người ta làm công ty chọn hơn. Thôi hàng kiểu mình gửi theo kiểu sách tay. Công ty cứ đến ngày là người ta về và giá nó cao hơn một chút. Tuy nhiên thì ví dụ như kiểu mình nó thất lạc hàng thì người ta sẽ đền bù cho mình. Còn có sách tay thì nhiều lúc giữa đàm phán giữa đôi bên nó khó. Tiếp theo là một con Pioneer AD1 này cũng có một anh hỏi này. Con này thì tầm 3.500 bên này, nó nặng thì nó chỉ tầm 4 cân đấy, 4-5 cân bên này đó, thì nó sẽ nhẹ hơn về phận cước so với cái con trên này cũng nên. Con này nó dày hơn, nó to hơn này. À, thì em nghĩ là cái con này nó về Việt Nam ấy cũng quay quay cũng tầm 5.000.000, có thể nói là khá là cao, tuy nhiên thì mua chơi thì có thể chấp nhận được. Đấy. Đây có hai khách hỏi hai con đấy, tiện em quay luôn. Hôm nay thì em sẽ đi mua em này, xui 607 extra của viện ở vẫn nguyên trong bọc này, thì định vừa về thử nhưng mà nghe tình hình này thì hơi khó nguyên bọc để cho khách thì nó sẽ ưng ý hơn. À, mình mua về thì nó vẫn nguyên bọc của ni lông nó sẽ hay hơn, còn nếu là khách sẽ ưng ý hơn, nếu là cá nhân em cũng vậy. Thì 150W một bên đấy, 105W một đường tiếng, và hai đường tiếng là 300W và 210W đối với 6 ohm, còn đối với 8 ohm thì 180W bảo hành vẫn 3 tháng. Nặng thật, con này 18 cân quý vị. Kinh khủng. Con trời ơi. 18 cân. Trở về cũng là một vấn đề đây. Ôi trời. 18 cân quý vị. Con này thì được bọc nguyên trong này. Đẹp, chỗ chữ sân xui đây nó hơi bị mốc một xíu hay sao đây. Logo nó có bị hơi bị cũ một chút đấy, còn lại thì về cơ bản thì nó cũng rất là ok, bọc trong túi bóng.
Giá của con này thì là 20.000 chưa thuế nha, 19.800 đánh 20.000 đi. 20.000 à 20.000 cả thuế nha quý vị nhé. 20.000 cả thuế nó rồi tầm 4 triệu rưỡi rồi. Cả cái cước còn chuyện nữa thì cũng ít, phải là 5 triệu bên này. Về Việt Nam 28 cân, 20 cân cả hộp, để chèn chắc các thứ kỹ. Thì đó tầm 4 triệu cước nữa. Có thể nói là khá cao, tuy nhiên thì chơi thì vẫn chơi được. Còn mua buôn bán thì em thấy khó. Rồi. Thì không thể đu được với hàng bãi. Nó nặng quá không xoay được. Đây. Ở đây nó có ghi một cái chú ý được cái hàng này đối với cái khi mà nghe từ 24 decibel ấy. Thì cái âm thanh to nó là âm thanh to. Âm thanh to hơn nó gọi là volume này là gì? Volume của em không biết là từ này là gì, từ nghĩa là gì, nhưng mà thì em sẽ tra xem thế nào. Volume biết là gì luôn. Đỡ ở với 24 decibel để phiên xuống dưới 24 decibel thì cái volume này nó là ở cái này thì nó phát ra âm thanh to. Ok là gari âm thanh to phát ra. Đấy thì để em sẽ hỏi lại anh khách xem là có nhất trí không. Không thì vì anh này thì được cái là rất là tin tưởng em, mà anh ở Việt Nam nhưng mà có em út ở bên này, bảo em út chuyển tiền Nhật cho em để em đi lấy hàng luôn. Đó, rất tuyệt vời. À, không cần phải lăn tăn, chẳng cần phải sợ chết gì. Thế, nhiều khách cũng rất là xông xênh sợ lợi thì em cũng rất là cố gắng để đi mua hàng cho quý vị anh chị. Trước có một anh hỏi mua đồ, có một ông em bên này cũng có cho Zalo nhắn tin hỏi cho em, nhưng mà ông của anh ấy thì ý là sợ em lừa nên là không chuyển tiền. Thì cũng có lý thôi, nhưng mà ông anh ở Việt Nam thì rất là ưng, thế là bảo với anh chuyển tiền Việt cho em cũng được. Em bảo ok, thế thì để anh chọn hàng anh sẽ gửi tiền Việt cho em. Nhưng mà còn bảo ông em ở bên Nhật này thì lại sợ em lừa nên là không gửi tiền Nhật. Hoặc là gửi cọc, nhưng mà sau khi về nhận hàng rồi thanh toán nốt thì COD bằng tiền Việt chứ không COD bằng tiền Nhật. Thế thì lại không đồng ý, bởi vì không biết thế nào đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì em bây giờ thì chỉ có áp dụng phương án là COD giao hàng và nhận tiền gồm đặt cọc hoặc là thanh toán trước, chứ em không có nhận hàng xong rồi trả tiền. Vì sao? Vì có một số trường hợp là không nhận hàng. Đấy. Rồi thứ hai nữa là trước em bị tay kia nó nhận hàng xong rồi không biết đợt đấy mình không COD, nó tin tưởng COD xong rồi nó bùng luôn, nó không trả tiền. Nó kiểu vậy. Nên là nó cũng khó. Nên quý vị cũng thông cảm giúp em. Có một em 607 này nhỉ, không có em khác để có thể lựa chọn nhiều hơn. Báo cho khách. Bây giờ tạm thời em sẽ báo cho khách cái tình trạng của con này, xem anh có ưng không. Không ưng thì em sẽ tìm con khác hoặc là trả lại tiền cho anh đấy, cũng dễ thôi. Còn xem có săn xui nào đây. Ở đây có săn xui 607, nhưng mà 607 MR này nó đắt. Thế anh em nghe rồi, bị xem rồi sao nhỉ? Đây chưa ta, em mới về ta. 607 MR này, giá là 4.9, 5 man khoảng 11 triệu. Đắt thật, nặng 20 cân. Rồi, lần trước em còn quay mấy con Maran này. Thì cũng như video có rồi, mà nhiều khách mà hỏi em có con Maran nào không. Đúng là em không biết trả lời như thế nào luôn. Vừa quay video xong, và hỏi có con Maran nào không. Maran em vừa quay video mấy con xong, 5-6 con xong. Vào làm câu xin lè vậy, chán luôn. Đấy, em tạm thời em sẽ báo cho anh khách của em về cái tình trạng con 607. Xong đấy thì em sẽ báo, và sau đó em quay video tiếp cho quý vị anh chị cô chú cùng xem.
Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong video lần sau. Tiện em lướt qua đây mấy con này cho quý vị cùng xem chút.